Tính mạng tướng Lương Xuân Việt nguy cấp, hàng nghìn tàu Trung Quốc tấn công cảng Cam Tranh, kêu gọi Việt Nam đầu hàng. Kính chào quý khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với tin tức giải TV. Lời nói đầu tiên thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Sau đây kính mời quý vị đón nghe bản tin ngày hôm nay, 17 tháng 7 năm 2021. Trung Quốc bất ngờ cho hàng nghìn tàu bao vây tướng Lương Xuân Việt ở Cam Tranh, tính mạng, nguy cấp. Thưa quý vị và các bạn, tình hình chiến sự tại cảng Cam Tranh đang hết sức căng thẳng trong những thời gian vừa qua. Binh sĩ Trung Quốc đã liên tục pháo kích vào các căn cứ quan trọng và cơ sở quân sự của Việt Nam. Ban đầu, Trung Quốc muốn biến Việt Nam thành trừ hầu và buộc Việt Nam phải đuổi Mỹ ra khỏi cảng Cam Tranh. Tuy nhiên, tình hình leo thang căng thẳng đến giờ phút này chính thức trở thành chiến tranh giữa hai quốc gia. Những động thái này thậm chí khiến nhiều nhà phân tích quân sự dày lên mối lo ngại về chiến tranh thế giới thứ ba với sự tham gia của các quốc gia với lực lượng hải quân hùng hậu nhất trên thế giới như Úc, Trung Quốc, Nhật và Anh Quốc. Chiến sự cam tranh Sáng nay leo thang dữ dội khi tàu sân bay Lưu Ninh đã tập kích sở chỉ huy hải quân Việt Nam tại Cảng Cam Tranh, quân đội Việt Nam nhanh chóng phản công, tổng lực nhằm vào một số cứ điểm quan trọng của Trung Quốc như tàu bệnh viện, tàu hậu cân. Nhưng nhờ ưu thế số lượng và hỏa lực mạnh, quân đội Trung Quốc đã nhanh chóng giành ưu thế trên chiến trường. Nhận được tin cam tranh bị tập kích, Thiếu tướng Lương Xuân Việt đã nhanh chóng chỉ huy hàm đội 8 cơ động nhanh đến khu vực chiến sự, dạy vây cho Hải quân Việt Nam. Tuy nhiên, binh sĩ Trung Quốc đã dự phòng sẵn tình huống này và tiến đánh chặn hàm đội 8. Hiện nay tàu chiến của tướng Lương Xuân Việt đang bị đại quân Trung Quốc bao vây, tính mạng ở tình thế cấp bách ngàn cân treo sợi tóc. Tình hình chiến sự Việt Nam-Trung Quốc leo thang trong bối cảnh. Trong những năm qua, Trung Quốc hết sức thâu tóm Việt Đông và gây hấn đối với Việt Nam và các quốc gia láng giềng. Tình hình vụ việc tướng Lương Xuân Việt chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong bản tin kế tiếp. Thưa quý vị và các bạn, tấn công Trung Quốc trên mọi mặt trận, Anh Pháp Đức khiến Bắc Kinh lo sợ ở Biển Đông. Lần đầu tiên trong lịch sử ba thành viên lớn nhất ở Liên minh châu Âu là Anh Pháp Đức, các bên cùng tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về Lòng Biển về luật biển đồng lòng gửi công hàm phản đối yêu sách chủ quyền và bác bỏ chủ quyền lịch sử của trung quốc ở biển đông khiến bắc kinh phải lo lắng điều này cho thấy không chỉ mỹ mà các nước châu âu đang ngày càng nhận rõ tham vọng nguy cơ đe dọa từ trung quốc và muốn kiềm chế bắc kinh trên mọi mặt trận từ kinh tế chính trị ngoại giao khoa học công nghệ và trong đó biển đông là một trong những vấn đề quan trọng trong khi đó Philippines tuyên bố không hề có xung đột với Việt Nam chẳng có lý do gì để Manila phải trao công hàm phản đối Hà Nội, Đài Loan hay Malaysia liên quan đến các vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Ngoại trưởng Teodoro Locsin nói không bao giờ chấp nhận yêu cầu của Trung Quốc đa các nước phương Tây ra khỏi Biển Đông. Mỹ hoàn nghênh Anh, Pháp, Đức ra công hàm phản đối Trung Quốc kẻ thù chung. Tình hình Biển Đông chưa bao giờ sống yên biển lặng sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử, Đức cùng với Anh Pháp đồng loạt lên tiếng bác bỏ yêu sách chủ quyền, quyền chủ quyền và cái gọi là quyền lịch sử của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời tái nhắc lại phán quyết của Tòa trọng tài thường trực BCA về chiến thắng của Philippines trong vụ kiện Trung Quốc và tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông vẫn làm nóng dư luận quốc tế. Trước đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vừa lên tiếng bày tỏ hoan nghênh việc ba thành viên lớn nhất của Liên minh châu Âu đồng lòng gửi công hàm phản đối yêu sách chủ quyền bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Chia sẻ trên Twitter của mình, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Chúng tôi hoan nghênh việc Anh, Đức và Pháp bác bỏ yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông tại Liên Hiệp Quốc. Chia sẻ trên Twitter của mình, Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Chúng tôi hoan nghênh việc Anh, Đức và Pháp bác bỏ yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông tại Liên Hiệp Quốc. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu rõ. Trung Quốc cần phải tuân theo các chuẩn mực quy tắc và luật pháp quốc tế. Chúng tôi liên hiệp cùng các đồng minh của Mỹ bác bỏ ý tưởng chân lý thuộc về cái mạnh mà Trung Quốc vẫn rêu rao. Trước đó, trên cổng thông tin chính thức của Liên Hiệp Quốc, ba nước E3, Pháp, Anh và Đức đồng loạt gửi công hàm lên Tổng thư ký Antonio Guterres phản đối hàng loạt yêu sách hàng hại trái với pháp luật, luật pháp quốc tế của Trung Quốc đồng thời thể hiện lập trường lâu dài của ba nước này đối với vấn đề Biển Đông, trong vai trò là các bên tham gia Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Trong công hàm đệ trình lên Liên Hợp Quốc, ba quốc gia Anh Pháp Đức nêu rõ sẽ tiếp tục duy trì và khẳng định quyền cũng như nguyên tắc tự do được quy định trong Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, cũng như góp phần thúc đẩy hợp tác hòa bình trong khu vực. Được biết, công hàm này thể hiện lập trường của ba nước Pháp Đức Anh và đối với hàng loạt công hàm trước đây của Trung Quốc trình lên Liên hiệp quốc liên quan đến Biển Đông. Trước đó cụ thể chính quyền Tập Cận Bình đã đệ trình lên Liên hiệp quốc nhiều công hàm như công hàm CML 14 2019, CML 48 2020, CML 56 2020 cũng như một bức thư của Trung Quốc gửi Tổng thư ký Liên hiệp quốc vào ngày 18 9 tháng 6 về công hàm HA59 19 ngày 12 tháng 12 2019 của Malaysia. Theo đó, công hàm của Anh Pháp Đức nhắc lại tình bao quát và thống nhất của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển trong quá trình quy định khuôn khổ pháp lý đối với những hoạt động trên biển, đồng thời nhấn mạnh đến tính toàn vẹn của ý nghĩa pháp lý cũng như bản thân công ước mà các bên tham gia cần duy trì. Ba nước thành viên Liên minh châu Âu nêu trên khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không cũng như quyền đi lại được nêu rõ trong quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, gồm các khu vực Biển Đông, nơi thường xuyên xảy ra các tranh chấp chủ quyền. Anh Pháp Đức cũng đồng thời tái khẳng định những tuyên bố chủ quyền liên quan đến việc thực thi, cái gọi là quyền lịch sử ở Biển Đông sẽ là không tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như điều khoản của Công ước Quốc tế về luật biển năm 1982. Đáng chú ý hiện nay bên cạnh Mỹ, các nước lớn của Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, nhiều đồng minh của Hoa Kỳ như Australia, New Zealand, Nhật Bản, Canada cũng đều có động thái đề nghị Trung Quốc tăng cường tuân thủ luật pháp quốc tế, duy trì hòa bình ở Biển Đông. Trong khi đó, trong thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam sau hội nghị các nước Đông Á lần thứ 10 vừa qua cùng các đối tác đã lên tiếng khẳng định, các bên kêu gọi ASEAN và Trung Quốc nỗ lực sớm hoàn tất xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên biển đông phù hợp với luật pháp quốc tế và được cộng đồng quốc tế công nhận đức anh pháp khiến trung quốc lo lắng về biển đông như đã nêu trong công hàm của mình ba nước e 3 nhấn mạnh công ước liên hiệp quốc về luật biển năm 1982 chính là khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển sau đó cần được duy trì tính toàn vẹn trong mọi hoàn cảnh đồng thời công hàm khẳng định việc trung quốc vẽ ra cái gọi là đường cơ sở thẳng xung quanh quần đảo hoàng sa của việt nam cùng khái niệm quyền lịch sử mà nước này đưa ra để đòi yêu sách với phần lớn biển đông đã vi phạm luật pháp quốc tế và các điều khoản của công ước liên hiệp quốc về luật biển Ba nước này cho rằng bản thân họ có lợi ích trong bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông là lợi ích toàn cầu, do đó E3 đã có tiếng nói mạnh mẽ và ba nước tín nhiệm có thể được các nước khác đề cao quan điểm, vì thế việc này rất quan trọng. Theo vị chuyên gia, đây là lần đầu tiên E3 gửi công hàm phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông lên Liên Hiệp Quốc. Năm ngoái, như Sputnik Việt Nam đã từng phản ánh, hồi tháng 8, Anh Pháp Đức đã ra tuyên bố chung kêu gọi hòa bình, ổn định ở khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Công hàm chung của E3 cho thấy mức độ lo lắng của họ về sự quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt là sau khi Bắc Kinh tăng cường ngoại giao triển lăng kể từ đại dịch Covid-19. E3 đã thể hiện rõ lập trường của mình trước những tuyên bố và hành động sai trái của Trung Quốc. Công hàm mà E3 đưa ra là rất chặt chẽ tuân thủ đầy đủ các quy định trong luật quốc tế, bác bỏ hầu hết các tuyên bố chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc trái với công ước Liên hiệp quốc về luật biển năm 1982. Chỉ hai ngày sau đó, Trung Quốc đã gửi công hàm phản hồi văn bản của E3 lên Liên Hiệp Quốc. Bình luận về vấn đề này, phó giáo sư Vũ Thanh Ca cho rằng Trung Quốc buộc phải lên tiếng vì biết rằng công hàm của E3 rất quan trọng, nếu không thì tại sao Trung Quốc phải phản hồi mau chóng như vậy. Bắc Kinh đã về dẫn những lập luận đáng ngờ với hai lưu điểm, hai điểm cần lưu ý. Trước hết, Trung Quốc tự cho rằng nước này được phép dùng đường cơ sở thẳng quanh các nhóm đạo với tư cách là một quốc gia lục địa. Trong công hàm ngày 18 tháng 9, Bắc Kinh cho rằng việc Trung Quốc vẽ các đường cơ sở trong vùng biển thuộc chủ quyền với các đảo và đá liên quan tuân theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển và luật quốc tế nói chung. Mặc dù vậy, giáo sư Odom cho biết Bắc Kinh chưa bao giờ tuyên bố các đường cơ sở thẳng xung quanh trường Sa mà vẽ đường cơ sở thẳng dọc hầu hết toàn bộ bờ biển đất liền. Trong khi đó, Tòa án Công lý Quốc tế thì xác định rằng phương pháp dùng đường cơ sở thẳng trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển chỉ được sử dụng trong các trường hợp ngoại lệ. Ngoại lệ đó đã được Trung Quốc sử dụng như quy tắc chung. Ngoài ra, phán quyết của Tòa trọng tài thường trực năm 2016 đã khẳng định Trung Quốc không đủ điều kiện để vẽ các đường cơ sở thẳng quanh các nhóm đạo Bắc Kinh yêu sách. Và điểm tiếp theo là Trung Quốc cho rằng Công ước này không bao trùm mọi điều về trật tự hàng hải. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Trung Quốc có thể làm bất cứ điều gì mình muốn ở đại dương trên thế giới và viện các luật khác như một cái cớ. Công hàm về Biển Đông, châu Âu đang muốn kiềm chế Trung Quốc về mọi mặt, mặt trận. Chính sách ngoại giao triển lang của Trung Quốc trong quan hệ với các nước châu Âu khi các nước đang đối phó với COVID-19 đã làm xấu đi quan hệ của châu Âu với Trung Quốc, vị chuyên gia nhấn mạnh. Các cường quốc phương Tây cần được hiện diện tại vùng biển này để đảm bảo cân bằng. Trước mọi người tôi xin hứa các cường quốc phương Tây sẽ hiện diện tại Biển Đông. Chúng tôi tin vào sự cân bằng quyền lực, tin vào sự tự do của người Philippines phụ thuộc vào sự cân bằng sức mạnh tại vùng biển này, Ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh. Bộ Công an tấn công Thượng tướng Phan Văn Giang, phản đối quyết liệt tướng Lương Xuân Việt tiếp quản cam ranh. Thu hút nhân tài, trọng dụng thành nhân là điều kiện tối quan trọng để đất nước phát triển. Nước Mỹ trở thành cường quốc vì là nơi hội tụ của những người tài giỏi ở mọi lĩnh vực. Singapore gần Việt Nam ta cũng thành con rồng của châu Á về nguồn nhân lực chất lượng cao. Dân tộc Do Thái Israel cũng trở thành cái nôi của công nghệ cao. Như những cái đầu tiên tiến nhất của một đất nước, lọt thỏm xung quanh các nước thủ địch nhưng vẫn hiên ngang tồn tại. Là vì quân sự quốc phòng quá vững vàng, bài học của các quốc gia thành công đó là được thượng tướng phan văn giang học hỏi chính vì vậy ông muốn bài tướng lương xuân việt từ mỹ về việt nam làm cổ vấn quốc phòng cho nước ta tuy nhiên bộ quốc phòng đã phản đối đề xuất này của thượng tướng phan văn giang những cái đầu chứa đời thành kiến và sự đồ kỵ đã cản trở bộ quốc phòng không mời tướng lương xuân việt về xây dựng quân cảng cam ranh để giúp xây dựng cảng ở châu á ngoài mặt thì báo chí tuyên truyền rằng các nhà lãnh đạo cấp cao như tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đều mong muốn tiến trình hòa giải hòa hợp sẽ giúp đất nước phát triển nhưng bên trong nội bộ không đồng nhất quan điểm và chính vì vậy phía tô lâm bộ công an nhất quyết không chịu để tưởng tài lương xuân việt đến việt nam vì ông ta lo ngại đây là thế lực thù địch những thế lực thù địch là những kẻ sắc lông ngỗng cho giặc vào nhà như câu chuyện mỹ châu trong thủy Giáo sư tiến sĩ Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân thuộc Bộ Công an đã bị mất chức chỉ vì dám nói lên Bộ Công an đã trở thành chân rết cho gián điệp Trung Quốc hoạt động trong bài diễn văn có tựa đề Kiều bào xây dựng, trung sức xây dựng thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh bền vững và hội nhập quốc tế. Ông Nguyễn Xuân Phúc, lúc còn làm thủ tướng đã có nói đất nước luôn chào đón những con người dân tộc trở về đem theo tấm lòng hài bão ý tưởng nguồn lực để đóng góp vào công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc chính phủ sẽ luôn hỗ trợ và mong bà con kiều bào ta thành đạt ở nước sở tại phát huy truyền thống dân tộc cùng nhau xây dựng cộng đồng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữ gìn tiếng nói chữ viết cốt cách cao đẹp của dân tộc công dân đất nước việt và phát huy hình ảnh con người việt nam thân thiện, tiêu chuẩn hòa bình, ứng xử văn minh, đóng góp vào tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước. Đồng thời hướng về quê hương Tổ quốc bằng những hành động thiết thực, phù hợp với lời phát biểu này của Nguyễn Xuân Phúc là rất đáng để lưu tâm. Tuy nhiên thực tế không dễ đạt tới đồng thuận nhằm tìm kiếm tương lai, tươi sáng cho đất nước. Ai cũng biết rằng luôn có những thế lực. Thủ cựu đầu óc lúc nào cũng chất chứa thuốc súng, nhìn đau cũng thấy thù địch trong khi bộ công an theo lời của tường trương giang long là một ổ gián điệp con số hàng trăm gián điệp theo như thiếu tướng trương giang long nói là còn khiêm tốn xin trích nguyên văn điều ông từng phát biểu công khai mà cũng chính vì vậy sau đó ông bị mất chức Tướng long nói hàng trăm con số không phải chỉ là con số dừng lại ở hàng trăm mà hàng trăm này có thể cộng với chồng kia chứ không phải chỉ trăm chắc chắn con số này chỉ khiêm tốn theo đánh giá chủ quan của tôi con số này có thể chỉ bằng 10% so với thực tế này. Nếu tính sơ bộ ít ra là phải lên đến cả ngàn. Tôi nói vậy vì cách đây 14 năm, khi tôi chuẩn bị thủ tục nghỉ hưu, đồng chí lãnh đạo cao nhất của ngành nói với tôi về nguy cơ mà ông gọi là hiểm họa mất nước này. Thật vậy, cho đến nay, trong tất cả các cơ quan đầu não của ta trừ trung ương đến mọi địa phương, họ có nơi nào mà không có gián điệp của Trung Quốc cài cả cảm vào. Nếu ai khẳng định và cho tôi là bộ B hoặc cơ quan C tuyệt đối không có gián điệp Trung Quốc. Xin cảm ơn tưởng Long đã đánh động công khai cho công lực biết sự thật giờ này vẫn luôn được giấu kín. Vì vậy, thật dễ hiểu khi mà Bộ Công an lại phản đối Bộ Quốc phòng với đề xuất đưa tướng Lương Xuân Việt xây dựng quân cảng cam tranh thành đệ nhất cảng. Tờ báo quốc tế The Economist, tuần báo này có viết, mang tựa đề Việt Nam dùng quân cảng cam danh để kết thêm bạn mới với ghi nhận. Vịnh cam tranh lại hồ hởi đòn tiếp các triển hà Mỹ, chính một người bạn của tướng Lương Xuân Việt. Tân điều tàu chiến đến thăm Việt Nam khi mà Trung Quốc đang cố xâm lược Biển Đông nước ta. Những tinh thần đó đang phát huy, đang phát huy lắm chứ, vậy mà người ta vẫn lo sợ đủ thứ. Theo báo Economic nhận định về quân cảng cam tranh, rằng đây có lẽ là nước sâu thiên nhiên tốt nhất Đông Nam Á. Trong thời kỳ đô hộ, Pháp có một hàm đội ở đây. Nga sử dụng cảng cam tranh trong chiến tranh Nga-Nhật, người Nhật đang cắt cử ở Cam Tranh trong địa nhị thế chiến và người Mỹ dùng Cam Tranh. Ở quân cảng Trình trong chiến tranh Việt Nam, sau khi Mỹ rút quân và miền Bắc Cộng sản chiến thắng, chính phủ của nước Việt Nam thống nhất đã cho Liên Xô thuê căn cứ hải quân tại đây, Nga trở lại cam danh vào năm 2002. Và ngày nay, khách du lịch Nga đổ xô đến cộng quốc tế cam tranh với các quỹ đạo do người Mỹ xây dựng để đến các bãi biển gần đó của Nha Trang. Trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, viện cam tranh luôn giữ vai trò là một quân cảng quan trọng bực nhất hồi tụ đầy đủ những ưu thế mang tầm chiến lược về địa lý hàng hải cũng như vị thế lịch sử quan trọng cam tranh ngày nay luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt không chỉ của giới quân sự mà còn của các nhà đầu tư quốc tế nếu việt nam tận dụng được những kinh nghiệm quốc tế phong phú của tư lệnh lương xuân việt thì việc biến cảng cam tranh thành quân cảng đệ nhất châu á không phải là mơ mộng nhiều nhà chiến lược phương tây đã đánh giá cam tranh là một pháo đài tự nhiên lý tưởng một đồn phòng vệ của Thái Bình Dương và cảng vịnh Cam Tranh hẹp bé khó tiền công, dễ phòng thủ, địa thế hiểm yếu khống chế được toàn bộ khu vực Biển Đông. Và là khu vực phòng thủ trọng yếu chiến lược trần giữ giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Tạp chí Hải quân Mỹ George Dan số 10 có cho biết đối với Hải quân Mỹ, Nga hay Trung Quốc, ai làm chủ được cam tranh sẽ làm chủ được trò chơi mèo vần chuột ở vùng Biển Đông Nam Á và Biển Đông. Bộ Công an Việt Nam không mặn mà với việc được tư vấn bởi những người có hiểu biết phong phú. Các ông này dựa vào chính sách 30 để phản đối những vị tướng tài ba, cải tạo quân cảng này. Chính sách 30 trong bối cảnh bị Trung Quốc xâm chiếm cần phải xem xét lại, bởi vì không liên minh quân sự, không có căn cứ ngoại quốc và không liên kết với một nước nào để chống lại nước thứ ba. Chúng ta sẽ dễ trở thành miếng mồi cho Trung Quốc ở tương lai không xa. Tướng Lương Xuân Việt có thời gian làm tư lệnh tại Nhật Bản, nơi vùng biển Hoa Nam mà Trung Quốc đâu đầu tìm cách khống chế, nhưng bất thành. Vậy Biển Đông chúng ta dựa vào điều gì để chống lại Bắc Kinh, khi đây là một quốc gia quân sự lớn trên thế giới? Cần nhắc lại rằng nếu chúng ta biết tận dụng ưu thế và những hiểu biết quân sự của những vị danh tướng này, thì sẽ đỡ được nhiều bài học quý giá. Hẳn quý vị biết rằng trong thời chiến tranh Việt Nam, trước khi Mỹ rút khỏi miền Nam, Mỹ đã biến cam tranh thành căn cứ hải quân lớn nhất Đông Nam Á, Cảng Cam Ranh trở thành trung tâm chỉ huy của các hoạt động tuần tra trên không, có hải quân Mỹ để giám sát, chiến dịch Market Time nhằm ngăn chặn quân giải phóng miền Nam, Việt Nam. Căn cứ Cam Ranh trở thành địa điểm chính sửa chữa tàu chiến và cung cấp đạn dược hậu cần cho hải quân, bao gồm cả tàu khu trục và tàu đổ bộ của hàm đội 7, Mỹ năm 1968, quân số của quân đội Mỹ và các lực lượng chư hầu ở Cam Tranh lên đến 30.000 quân, bao gồm 20.000 quân Mỹ và 10.000 quân của các nước liên quân ở khu vực này, còn xây dựng hệ thống kho tàu hậu cần, hoàn chỉnh hệ thống radar trần địa pháo và hệ thống tên lửa phòng không. Đặc biệt ở đây, quân đội Mỹ lần đầu tiên sử dụng cả heo được huấn luyện để bảo vệ cảng Cam Tranh.